Mình là Mizet và chúng mình tất cả bạn quay trở lại với channel của mình. Hôm nay chúng ta có một cái tựa game Bức Sốt Roulette. Thì tôi cũng có đọc sơ cái trò chơi này rồi để gọi là biết được là mình sẽ làm gì ở trong cái trò này. Ở trong tựa game này chúng ta sẽ đổ súng. Không phải là đổ súng kiểu như là Valorant hay là CSGO đâu. Mà là kiểu đổ súng nhân phẩm ấy. Cái đó gọi là gì á tôi... Quên. Nhưng mà tôi biết cái cách thức hoạt động là kiểu ở trong bàn chơi chúng ta sẽ có tầm 3-4 người và một khẩu súng. Ở bên trong khẩu súng ấy, nó sẽ có một viên đạn duy nhất thôi. Thường là súng Scott. Đó chúng ta sẽ thay phiên nhau bóp cò cho đến khi nào cái viên đạn nó được đưa lên tới cái nòng súng. Thì lúc đó chúng ta sẽ đăng súng. Đó là cái cách thức hoạt động của trò chơi. Tôi vừa mới bỏ cái 30 đồng để sắm cái trò này. Tại vì lâu rồi tôi không có chơi cái kiểu đấu súng nhân phẩm. Ồ, nhạc hay ấy nhờ. Có lẽ ở dưới là bao bụng hay còn gọi là hộp đêm ấy. Ồ, nhạc này bán quyền không nhờ? À không, nhạc này không bán quyền. Ồ, hiếm khi có những cái tựa game mà có cái loại nhạc như thế nhờ. Đồ họa nó khá đau mắt ấy. General Release of Liberty. Đây là một cái bản hợp đồng để trước khi gọi là đặt chân vào cái cuộc chơi này. Ở bên phía tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm. Khi mà đọc xong thì chúng ta sẽ ký tên. Ồ, để tên mình được không nhờ? Minh này. Ồ. Round 1. Ồ, game này sẽ có 3 round. Chúng ta sẽ chơi bằng khẩu shotgun. Khá lạ anh em ạ. Tại thường trò này là phải chơi bằng súng Scott. Mà trong tựa game này lại là shotgun. Thì shotgun nó chỉ có duy nhất 2 viên thôi. Khả năng cao là một viên sẽ có đạn và một viên không có đạn. Thôi cứ vô chơi thử. Điêu lờ. Mình điêu hả? Hay mình tự bắn mình nhờ? Ô. Quải rồi anh em ơi. Ở trong còn một viên. Khoan, khả năng cái viên còn lại sẽ là đăng xuất luôn ấy. Điêu đi. Ồ, cảm giác chơi một tựa game căng thẳng mà ở dưới là bo bụng ấy. Rồi nhạc nó đánh lên tới đây ấy. Round này sẽ có 5 viên, 3 viên có đạn và 2 viên không có đạn. 3 viên có thuốc súng và 2 viên không có thuốc súng chứ. Ồ, game này nhân phẩm đó nhờ. Điêu đi. Bắn nó. Ồ. Chậm vía, chậm vía. Round 1 win rồi anh em ơi. Round 2 này. Hãy khiến cho cuộc chơi nó thú vị hơn. Có hai cái vật phẩm này. Để bên đây đi. Một lon. Một lon nước có cồn. Một viên có nòng súng và một viên không có nòng súng. Cái lon này dùng để làm gì giờ? Chúng ta sẽ đổ vào cái cây shotgun and round on the last shield. Còn cái này, cái này là gì nhờ? Cái viên vừa rồi là viên có đạn. Cái gì ta? Viên vừa rồi là viên có thuốc súng hay không có thuốc súng nhờ? Ồ, rung quá trời rung nè. Chết rồi. Tôi có 4 mạng lận. Là...
qua một phát đi hết hai mạng của tôi luôn. Cộng này, cộng số 8 này. Bản hợp đồng của thần hả? Lại cộng số 8. Cộng số 8 này dùng để làm gì nhờ? Hai viên có đạn và hai viên không đạn. Ờ, thuốc súng chứ, tôi có lộn. Những cái vật phẩm này là gì trời? Hay bắn luôn nhờ? Đại sự. Cái đó là gì nhờ? Ồ. Ồ, có vụ này nữa à. Ồ. Ồ, qua rau luôn á. Hết ra rồi. Ồ, cái kính này. Đây, cái này dùng để hồi máu. Cái này khá tuyệt đấy. Ba viên thuốc súng và ba cái vỏ đạn không. Ơ, và hai cái vỏ đạn không. Hồi máu đi. Tôi khá là thích game này. Dùng thử cái này với cái này là sao ta? À, cái đó là chúng ta sẽ được gọi là chơi hai round luôn ấy. Cái cộng số 8 này là ồ tuyệt thế nhờ. Bắn luôn. Mình có hai round mà, lỗi gì. Đó, cộng số 8 là thế. Phải này mình chơi đi. Ui. Chết rồi. Hai viên còn lại ở trong cây súng là hai viên có thuốc súng ấy. Chết tôi rồi. Ơ, tự hủy. Đúng vậy. Ở sao nó không bắn mình nhỉ? Chết rồi. Ở bên trong còn một viên có đạn anh em, mà một viên có thuốc súng. Chỗ này nó bắn cái pha này là thốn rồi. Căng ấy nhờ. Mới vòng 2 mà đã căng thế này rồi. Nhìn những cái chuyển động trong game này kiểu mùa phết ấy. Mấy cái animation ấy. Lại cầm số 8 này. Hồi máu, tôi chắc chắn là phải hồi máu. Ba dì có thuốc súng và ba cái vỏ không. Hồi máu đi, hồi máu. Đồ đầu tiên mình bắn nó đi. Đấy. Mà biết vậy chơi còng luôn nhờ. Biết vậy còng số 8 nó luôn nhờ. Ờ, nó lại một viên vỏ không rồi kìa. Châm một điếu để hồ máu. Wow. Vậy là chúng ta lại được hai cái vỏ đạn không rồi đấy. Vậy là bây giờ bên trong cây súng này có một cái vỏ không với lại hai cái vỏ có đạn. Chơi cái này đi. Có đạn, có đạn, có đạn. Cộng số 8 đó. Bây giờ chúng ta sẽ chơi chiến thuật. Một viên này. Ok. Rồi, ok. Đấy, tính toán. Ồ, game này chơi cũng phải gọi là có chiến thuật ấy. Tại vì cuộc chơi là do thằng đấy nó tạo ra mà. Mình đang chơi đúng luật thôi, mình đâu có chơi ăn gian. Ồ. Cái này ngon ấy, cái con dao đó ngon ấy.
Một lon này. Ôi chết rồi, chưa gì hết, cầm cái súng lên rồi. Chết thiệt chứ. Very interesting. Rồi chết rồi. Nó bắn hai lượt là tôi đi. Còn một mảng, còn một mảng. Không sao, không sao, không sao. Đùa. Quả game thế kỷ. Mọi thứ trong game này nó sẽ là ngẫu nhiên hết, cho nên là mình không trách được gì cả. Khởi đầu tốt nha. Ôi nó lại hồi máu. Quệ vốn mày. Lời được cái hộp thuốc của nó. Thằng đó có tận 2 hộp thuốc. Tôi cái kiểu gì nó cũng hò máu à. Lo gì? Chết rồi. À mà thôi, cũng chỉ là cái vỏ không thôi. Đây là dao nè. Lon. Đến lúc dùng đồ chơi rồi anh em à. Phòng nó lại thôi. Chơi lớn nè. Bùng. Hai mạng. Ok. Ok, bây giờ hiện tại tôi không biết là bên trong đây có đạn hay là không ấy. Đại sứ. Liều nha, liều. Liều thử xem. Win! Round 2! Ok. Chậm vía. Rau cuối này. Tôi thấy nó để cái đầu lâu. Bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng đấu cuối cùng. Cái gì đấy? Wow. Bốn item. Không có kính lúp. Thằng này chắc cay rồi đấy. Toan nhờ. Gì chơi còng mày? Chết rồi, cái viên đó là viên có
thuốc súng. Bốn đồ ngon. Trời ơi, cái gì vậy trời? Nó xếp loạn luôn á, tôi canh không kịp. Dùng kính lúp nha. Rồi đến lượt bên nó. Hơn. Động nó lại. Bắn thôi. Tôi không biết hai cái vạch bị che đen kia là gì, nhưng mà tôi sẽ hòa máu. Mình phải trên cơ nó. Ok. Hình như là bên trong cái súng còn lại là vỏ không không hay sao ấy. Ờ đúng rồi, còn lại toàn vỏ không. Cái lúc này, round này tôi phải win. Win rồi anh em ơi, hai cái kính lúp, một con dao, một cây còng là win chắc rồi. Không thể thua được đâu. Tôi đầu tiên nè. Kính lúp nha. Ôi, không giòn. Kính lúp nữa không ta? Kính lúp đi, kính lúp đi. Cho chắc kèo. Ok, cộng nó lại. Pha này là pha chí bạn này. Bụm. Hai vạch. Bạn sẵn sàng chưa? Là sao? Ôi, xong rồi đấy. Còn lại hai cái vỏ không à. Tự nhiên tiếc hết thành viên trời. Lỗ thật chứ. Ơ à, tôi nhớ còn hai vỏ không rồi ta. Ôi giờ tôi tính toán sai.
kính lúp đi. Kính lúp. Ủa, không có kính lúp. Nó đưa cho ba cây còng. Hai cái vỏ không. Lượt đầu mình sẽ bắn. Ủa, tới bến luôn. Gì đấy? Tiền à? Tôi nghĩ đây là hộp tiền. Mở ra coi. Đấy, dầu rồi anh em à. Dầu rồi. Ồ, chơi cái trò này xong làm tỷ phú luôn nha. Hợp lý nha. Thắng thì ăn tức, thua là đăng xúc. 54.720 đô, hình như là tầm 1 tỷ. Ồ, hết video rồi, hết game rồi đấy. Nếu hay nhớ đây cho mình like, một đăng ký kênh và mình sẽ hẹn gặp lại mọi người vào những video sau.